Video clip thứ tư, tôi sẽ trình bày cho các bạn về phân tích tương quan. Đầu tiên bây giờ tôi mở R lên. Bây giờ mình gắn nó vào hai cửa sổ song song. Rồi, bước tiếp theo là giờ mình nhập cái dữ liệu data vào và mình báo cho R là mình sẽ làm việc trên dữ liệu data. Thì cái dữ liệu data này là cái bảng dữ liệu trong nghiên cứu tôi đã trình bày ở phần clip thứ nhất rồi. Bây giờ mình tới thống kê phân tích tương quan đây. Trong phân tích tương quan nó có hai nhóm chính là tương quan tuyến tính và tương quan logistic. Ở đây ta chú ý cái biến phụ thuộc y. Nếu y là một cái biến định lượng thì là tương quan logistic. Nếu là biến định tính nhị giá, nếu y là biến nhị giá thì là tương quan logistic. Còn cái biến x này có thể định tính hoặc định lượng, không quan tâm. Bây giờ cái mô hình hữu y tuyến tính này nó có mục đích như thế nào thì có hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất là ví dụ như trong sản khoa mình đo BPD, mình đo AC và đo FNL, thì lúc này cái máy siêu âm nó sẽ báo cân nặng của em bé. Cái này có nghĩa là mô hình dự đoán cân nặng. Như vậy cái ý nghĩa mục đích thứ nhất của mô hình hữu y tuyến tính là xây dựng cái mô hình dự đoán. Ý nghĩa thứ hai là nó điều chỉnh yếu tố nhiễu. Cái phần đó thì tôi sẽ trình bày sau. Bây giờ đầu tiên ví dụ như tôi muốn xây dựng cái mô hình tương quan giữa tuổi và tỷ số ném, thì bây giờ tôi có cái mô hình đó là Line Model, tuổi tỷ số ném, tuổi Enter, sử dụng hai cái lệnh Summary M1 và ANOVA M1. Đây. Cái lệnh Summary thì nó ra ba cái phần chính. Một phần là dao động dư, phần này thì không quan tâm. Phần thứ hai nó là công thức để xây dựng mô hình. Và phần thứ ba nữa là ý nghĩa của cái mô hình đó. Cái mô hình này là tốt hay không tốt. Về phân tích ANOVA là chú ý con số này. Đây có nghĩa là phương sai sau khi điều chỉnh theo tuổi. Tức là phương sai của tỷ số ném sau khi điều chỉnh theo tuổi. Bây giờ theo cái mô hình này thì mình thấy là giữa tuổi và tỷ số nén có tương quan. Tương quan này có nghĩa thống kê. Và cái mối tương quan này là tương quan thuận, tại vì số này số dương. Và cái mô hình đó nó sẽ giải thích được 10.09% dao động giữa các cá nhân tỷ số nén. Cái phương sai của nó là 1.77. Bây giờ ví dụ lúc này ta sẽ có cái mô hình là R nó sẽ bằng 1.33 cộng 0.038 nhân tuổi. Đây là 1.33, 1.3 đi, cộng 0.038 nhân tuổi. Đó. Bây giờ nếu mà mình biết được một cái bệnh nhân là 40 tuổi thì lúc này mình dự đoán R nó là nó sẽ bằng 1.3 nè cộng 0.038 nhân 40. Đó. 1.3 cộng 0.38 nhân 40 nó ra số là bao nhiêu? 0.38 enter là 2.82. Và lúc này cái phương sai của nó là 1.75. Mà căn bậc 2 của phương sai là độ lệch chuẩn. Như vậy căn bậc 2 của phương sai nè, nó sẽ ra 1.33. Như vậy nếu mà mình biết được cái bệnh nhân là 40 tuổi thì mình có thể dự đoán cái tỷ số ném nó khoảng là 2.82 cộng trừ độ lệch chuẩn là 1.33. Như vậy nếu mình không biết tuổi của bệnh nhân thì lúc này mình có thể dự đoán R, tức là min R, và
SD, SD là độ lệch chuẩn của R. Nếu mình không biết gì hết á, thì mình cứ dự đoán R nó khoảng là 2.78 cộng trừ 1.4. Như vậy mình dựa vào cái này và cái kết quả phía trên này, mình thấy là nếu mình biết tuổi của bệnh nhân á, thì mình dự đoán R nó chính xác hơn so với không biết tuổi. Và cái mô hình phía trên này nó chỉ giải thích được 10.09%, giải thích cái tỷ lệ thấp. Bây giờ mình xét tới một cái mô hình là tương quan giữa R tỷ số nén và nhóm thang điểm nằm ngoài mô. Tỷ số nén này, nhóm thang điểm nằm ngoài mô là một cái biến nhị giá. Rồi, giờ mình sum Mary M2 ANOVA M2 ANTA. Có ý nghĩa thống kê tương quan thuận, và cái mô hình này nó giải thích được 47.6%. Cái phương sai lúc này nó giảm rất là nhiều, chỉ còn 1.03 thôi. Như vậy nếu mình xây dựng mô hình thì R nó sẽ bằng 2.3 cộng 2.45 2.4 nhân nhóm hết. Vì nhóm hết nó chỉ có hai giá trị thôi, lành hoặc ác thôi. Như vậy nếu mình biết là ác tính thì lúc này R của mình khoảng là 2.3 cộng 2.4 là 4.7 nè. Và nếu biết lành tính thì lúc này R nó khoảng là 2.3. Cái lúc này cái phương sai của nó như thế nào á, bây giờ mình có SQRT của một 1.03 nè. 1.03 Enter. Như vậy nếu mình biết được ác tính thì mình dự đoán R nó khoảng là 4.7 cộng trừ 1, 1 chấm cộng trừ 1.0, xin lỗi, cái chỗ SQRT 1.03 đúng không, ra là 1.01 coi như 1 đi. Như vậy mình nếu đã biết ác tính đó thì mình dự đoán tỷ số nén khoảng từ 4.7 cộng trừ 1. Nếu mình biết nó là lành tính thì mình dự đoán R nó khoảng là 2.3 cộng trừ 1. Và cái mô hình này nó giải thích được 47.6%. Rồi. Tiếp theo là mình xét một cái mô hình đa biến, ví dụ như một cái mô hình đơn biến M1 nè. Enter. M2 Enter và M3 đây. Enter. Đây. Summary M1 Summary M2 Summary M3. Bây giờ xét về mô hình M1 có ý nghĩa thống kê và cái hệ số này, mô hình này giải thích được 10.09%, có nghĩa là khi mà tuổi mà nó tăng lên 1 thì cái tỷ số nén nó tăng 0.038. Nhưng mà khi mình xét cái mô hình đa biến gồm có tuổi và nhóm hết thì lúc này người ta thấy là khi mà tuổi mà nó tăng 1 thì cái tỷ số nén nó tăng 0.0098, cái hệ số này nó thay đổi đây, nó khác. Tương tự về cái nhóm hết, hệ số này là 2.3, còn nếu mà trong mô hình đơn biến là 2.455. nhưng mà giữa hai cái biến này nó có sự tương tác với nhau. Rồi,
tiếp theo là mình tìm coi là cái tương tác này nó có ý nghĩa thống kê hay không á, thì mình phải sử dụng một cái mô hình tương tác gồm có mô hình là tuổi cộng với nhóm S và tuổi tương tác với nhóm S. Tương tác có nghĩa là dấu hai chấm. Đó. Rồi mình enter lên. Tiếp theo là mình sum array m này là m4. Enter. Đó. Cái kết quả chỗ này. Ở trên mình xác định là có tương tác. Và cái trong cái mô hình tương tác mình thấy là cái giá trị B này không có ý nghĩa thống kê. Có nghĩa là giữa biến tuổi và nhóm S có tương tác nhưng cái mức độ tương tác rất là yếu và nó không có ý nghĩa thống kê. Như vậy lúc xây dựng mô hình của mình là mình chỉ cần cái mô hình 3 này là đủ rồi, không cần phải mô hình tương tác. Bây giờ tiếp theo mình sẽ khảo sát một cái mô hình đa biến gồm có tuổi, kích thước. Rồi, mô hình này đây. Vậy, đây. Mô hình đa biến gồm có FNA nữa, S, BS và SR. Cái này là tỷ số nén nè nha. FNA có nghĩa là kết quả sinh thiết lành tính hay ác tính. S là thang điểm đạt ngoài mô, có giá trị từ 1 đến 5. BS là phối hợp giữa BIRAT và thang điểm đạt ngoài mô. SR là phối hợp giữa thang điểm đạt ngoài mô và tỷ số nén. Giờ mình xây dựng cái mô hình gồm có 4 cái biến này lại. Enter. Bây giờ mình xét từng biến là M1 bằng line border R theo F bên này. Tương tự M2 thì lúc này không phải theo FNA mà là theo S. M3 thì lúc này mô hình theo BS và M4 thì mô hình theo SR. Bây giờ mình summary Mary M1 nè, M2 nè, M3 nè, M4. Rồi, bây giờ mình xét. Tiếp theo M luôn. Summary mô hình M luôn. Đối với mô hình tỷ số nén thay bên này rất có ý nghĩa thống kê. Đây, tỷ số B của nó, giá trị B của nó là rất nhỏ, giải thích 37,5%. Mô hình theo S thì B cũng rất là nhỏ và nó giải thích được tới 54,58%. Mô hình theo BS thì B cũng rất nhỏ, giải thích được 37,17%. Mô hình M4 theo SR, mô hình theo SR B cũng rất nhỏ và nó giải thích được tới 91,9%. Đây, tỷ lệ rất cao. Như vậy nếu mình xét cái mô hình đơn biến theo từng cái biến á, thì rất có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà mình xét chung cái mô hình đa biến gồm có 1, 2, 3, 4 cái biến này nhập lại á, thì lúc này cái biến BS này không có ý nghĩa thống kê. Và cái thứ hai đó là những cái hệ số này nó thay đổi rất là nhiều. Những cái hệ số này. Như vậy thì giữa các biến này có hiện tượng đa cộng tuyến. Hiện tượng này gọi là hiện tượng đa cộng tuyến. Như vậy thì mình phải tìm cái biến nào có hiện tượng đa cộng tuyến để mình loại bỏ trong cái mô hình này. Cái cách để mình tìm á, thì mình sử dụng hai cái gói, một trong hai thôi. Một là Kha hoặc là Faraway. Và cái hàm mình sử dụng là cái hàm VIF. Để cho dễ thì nên sử dụng cái gói Kha thôi. Vì mình gọi cái gói này ra. Đó. Xong rồi mình sử dụng cái hàm VIF. VIF của cái hàm nào? Là của cái hàm này nè. Đó. Hàm R đó, theo đó. Mà cái này mình đặt nó là M đó như vậy. MVFM.
tờ. Thì đây, những cái giá trị mà VIF mà nó lớn hơn 5 á, thì đó là có hiện tượng đa cộng tuyến. Thì cái nguyên tắc của mình là mình lấy cái biến mà nó có cái VIF cao nhất, mình sẽ loại bỏ dần dần. Thì cái biến S này là có giá trị VIF cao nhất này. Đây. Nên mình sẽ loại bỏ cái biến S này ra. Thì lúc này cái mô hình của mình chọn á, là cái mô hình này. Đây, S, giờ bỏ biến S. Enter. Giờ đặt M cũng được, giờ tôi đặt M, hoặc cứ đặt M luôn đi. Rồi, giờ summary. Đó, M. Lúc này cái máy nó R nó sẽ hiểu là có M của cái mô hình đó. Enter nè. Thì lúc này có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà cái biến F ở đây lúc này không có ý nghĩa thống kê. Giờ mình xác định cái trong đây nè, nó còn hiện tượng đa cộng tuyến nữa hay không. Giờ tiếp tục sử dụng VIF. Đáng lẽ là sử dụng cái gói, gọi cái gói K này ra. Nhưng mà tại vì phía trên này mình đã gọi rồi nên không cần gọi lại. VIFM là của cái hàm này nhé. Hàm sau khi mình bỏ cái miếng S. Rồi, Enter. Thì cái này, cái hệ số VIF này thấp hơn 5. Như vậy, đây không có hiện tượng đa cộng tuyến. Như vậy thì cái mô hình của mình phù hợp với là M. Đó, xin lỗi. Rồi, đây là mô hình này, M. Đó. Bây giờ mình xét cái mô hình này xong là không hiện tượng đa cộng tuyến nữa. Bây giờ mình summary vô. M, rồi ANOVA luôn. M luôn. Như vậy ở đây mình thế cho công thức mình có R nó sẽ bằng con số này. Enter. Copy, enter. Rồi, tới con số này. Con số này là dấu trừ nha. Dấu trừ. V nhân. Nhân này nhân F này. Tiếp theo con số này V nhân, nhân này nhân BS. Rồi tới con số này thì lúc này là dương hay dấu cộng. Enter. Giờ nhân với SR. Nhưng mà ở đây biến F ở đây không có ý nghĩa thống kê. Như vậy thì mình có thể mình bỏ cái biến này luôn. Đó, ok. Giờ ví dụ như mình biết được một cái tổn thương mà mình biết được cái tỷ số BS, biết được S, BS và SR thì mình thấy ở đây thôi. Ví dụ như một cái tổn thương mà nó có BS bằng 3 đi. Ví dụ SR bằng 5.4. Thấy vô. Giờ thấy công thức này thôi. V nè. BS bằng 3. 3. SR 5.4 nè. 5.4. Enter. Là nó ra 2.8. Và cái giá trị dự đoán này nó có phương sai là bao nhiêu á, thì mình xem cái ANOVA của M là 0.14 là phương sai. Như vậy là SQRT 0.14 bằng 0.37. Như vậy thì lúc này nếu mình biết được BS bằng 3 và SR bằng 5.4 á, thì mình dự đoán được R nó khoảng là 2.84 cộng trừ 0.37. Và cái mô hình này mình dự đoán được là 93.07%. 93.07%. Rất là cao. Trong thực tế mà tìm được cái mô hình này thì coi như quá tốt á.
Tiếp theo là về tìm giá trị của mỗi biến trong mô hình đa biến. Giờ quay lại cái mô hình này. Đây. F này, à, tìm cái này đi, cho nó nhiều biến đi. Gồm có f này, s, bs, sr, đây là mô hình hai bốn biến. Thì cái mô hình này nó sẽ giải thích được bao nhiêu phần trăm lại. Summary. Đây, summary mở đây. Giải thích trăm trăm luôn. Quá nhiều. Đây. Cái mô hình này giải thích trăm trăm luôn. Nhưng mà tổng số 1, 2, 3, 4 cái biến này giải thích chậm chậm, nhưng mà mình không biết là cái FNA này nó có vai trò bao nhiêu phần trăm trong đó, S bao nhiêu phần trăm trong đó, tương tự BS và SR. Thì muốn biết nó vai trò của mỗi biến đóng góp bao nhiêu phần trăm á, thì mình sử dụng cái gói là reliable hoặc cái dùng cái hàm là matrix, và sau đó mình gọi cái matrix này ra. Bây giờ ví dụ như tôi sẽ gọi cái gói này ra, enter, mình đặt cái matrix. Cái này mình chỉ cần chú ý chỗ cái m, m là cái hàm cái mô hình đó, cái mô hình mình lên đây nè đó. Mình đặt m đó, đó. Như vậy ok, enter. Rồi tiếp theo mình gọi cái đó ra đó. Mình đặt cái này là matrix, thì mình gọi vô là matrix. Xin lỗi, sao nó không ra? À, nó sai số. Bây giờ mình đóng cái R này đi. Giờ mở lại. Giờ gắn nó vô hai cửa sổ song song. Coi như làm lại từ đầu ạ. Còn chân về. Tương quan đâu rồi, tới cái mô hình này rồi, đây mô hình này à, không phải mô hình này. Enter. Bây giờ mình xem Mary. Cho Mary mở ANOVA M. Đây. Thì cái mô hình nó giải thích được được bao nhiêu trăm ta? Đây, được trăm trăm luôn. Và cái phương xa nó bằng không. Nhưng mà trong trăm trăm này, cái biến F này là bao nhiêu trăm nè, S nhiêu trăm, tương tự BS thì không biết. Bây giờ mình sử dụng cái gói này. À, muốn biết bao nhiêu trăm là sử dụng cái gói ghi là embo, sử dụng cái gói này. Trong cái gói này nó có cái hàm này, cái hàm này mình chú ý chữ m là cái mô hình ở trên đó. Mô hình này nè đó. Rồi enter, rồi gọi cái ra matrix. Ô, không đúng, sai cái gì ta, matrix. Enter. Rồi nó không ra. Nhưng mình coi lại nó sai chỗ nào. Magic can là một chút xíu. Matrix có biển này qua sao nó không chạy ra. M là cái mô hình, enter cũng không được. Bây giờ đổi cái biến này.
đổi cái hàm đây, đây. Ok, là sum mari m anova m. Cái mô hình mình gồm có tuổi, kích thước, giá bên đây á, thì cái mô hình nó giải thích được 38,9%. Và cái phương sai lúc này nó là 1,229. Mình muốn tìm cái vai trò của mỗi cái biến này để đóng góp bao nhiêu phần trăm trong cái tổng số 38,9%, 38,09%. Thì mình sử dụng cái gói này. Ghi lại làm bộ. Và bây giờ mình gọi cái hàm này ra. Ok, nó chạy được ạ. Xong mình nhấn metric. Metric là cái tên ở trên đây mình đặt enter xuống. Đó. Ok, nó ra. Thì trong cái 38,09% này nè. Thì cái biến tuổi nó đóng góp 5,3%. Cái biến kích thước nó đóng góp 0,25%. Và cái biến F bên này nó đóng góp là 32,5%. Nhưng mà cái biến F này là đóng góp rất là nhiều. Còn cái biến tuổi với cái biến kích thước này đóng góp rất là ít, không có giá trị. Mình có thể mô hình này mình có thể bỏ luôn tác động của hai cái biến kia, lấy cái biến này thôi. Cái này nó quan trọng trong những cái nghiên cứu cần tìm cái giá trị này, có nghĩa là ví dụ như cân nặng em bé, cân nặng em bé nó sẽ phụ thuộc vào ví dụ như uống sắt nè, rồi folate nè, rồi ăn thịt, rồi ăn cá, vân vân. Thì mỗi một biến nó sẽ có giá trị đóng góp so với cân nặng này khác nhau. Ví dụ mình tìm ra là cái biến sắt với phọt lít đó, cái tỷ lệ đóng góp so với cân nặng nó lên cao nhất, thì lúc này mình có thể tập trung vào mình bù sắt và axit phọt lít để cân nặng em bé nó đạt chuẩn. Bây giờ trong cái mô hình đa biến này nó có cái bất lợi là nó không có xác định được là khoảng tin cậy 95% của mỗi cái biến này. Bây giờ mình muốn tìm cái khoảng tin cậy 95% này á, thì mình không sử dụng cái công thức phía trên mà mình phải sử dụng cái công thức phía dưới. Tức này. À, xin lỗi. Đây, từ cái chỗ post qua đây. Thì cũng là nó nằm ở trong cái hàm trong cái gói ghi lại Lambo đó, ở trên gọi là giờ mình post. Đặt cái này cái m là của cái hàm bên trên đó. Đây hàm này m đó. Bây giờ enter. Tiếp theo nữa là mình sử dụng cái này, rồi enter giữ nguyên đó. Lúc này nó sẽ cho mình biết ví dụ như cái biến tuổi nè đóng góp 5,3%, cái khoảng tin cậy 95% từ 2.9 đến 8.7 tương tự. Cái biến kích thước và cái biến F bên đây. Bây giờ ví dụ như sử dụng cái mô hình này. Đây. Đó, tuổi, kích thước, F bên đây à. Alo. Enter, bây giờ mình sum mari m anova m. Rồi bây giờ cái tuổi, kích thước em này đây, nó giải thích được tới 100% luôn, toàn bộ luôn, và cái phương sai nó bằng 0. Nhưng mà trong đây mình thấy ba cái biến này không có giá trị nè, biến này cũng không giá trị, chỉ có biến S với biến SR có giá trị thôi. Bây giờ mình không có quan tâm tới đó. Ví dụ mình cần tìm là trong 100% nè,
mỗi cái biến này nó đóng góp bao nhiêu phần trăm trong đó. Thì bây giờ ví dụ như mình gọi cái gói này ra, cái này phía trên gọi rồi, bây giờ làm thực hành lại thôi chứ cái này không cần thiết. Giờ mình đặt cái này vô m, m là có cái hàm trên đây. Ok, enter. Rồi nó xuất hiện cái sai chỗ nào đây, nó báo là không có được, sai chỗ nào ta. Giờ mình bỏ cái miếng str thứ ấy. Str. Midget. À, nó chạy được à? Nó sai cho cái miếng str. Rồi. Sau đó mình midget. Enter. Đây. Thì lúc này biến tuổi nó đóng góp 2,8, kích thước 0.47, bên này đóng góp 15%, hết 27%, và bên hết 13.7%. Giờ ví dụ như mình biết m đó, cái mô hình nó giải thích được 59,65%. ANOVA. Và lúc này cái sai số của nó là 0.805. Bây giờ mình dù mình muốn tìm cái khoảng tin cậy của cái giá trị của mỗi biến. Bây giờ mình sử dụng cái này. Enter. Rồi tiếp theo tới cái này, enter đó. Đây đây là phản tin cậy của từng cái biến. Thì cái con số của cái cột một phần trăm này nè, nó cũng giống như trên đây thôi, y chang, không có thay đổi. Cái phần cuối cùng tôi trình bày đó là cái điều kiện để mình áp dụng được cái mô hình hội quy tuyến tính. Tức là ví dụ như mình có cái mô hình này đây. Này, mô hình này. Thì cái mô hình này nó áp dụng được hay không á, nó phải thỏa bốn cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nó phải liên quan tuyến tính. Điều kiện thứ hai là nó phải độc lập, là phép kiểm độc lập. Điều kiện thứ ba là cái phương sai nó phải phân bố chuẩn, cái này là cái phép kiểm phân bố chuẩn. Và cái điều kiện thứ tư nữa là cái phương sai nó phải bất biến. Và cái thứ năm là cái này là mình tìm cái giá trị ngoại vi, tức là giá trị nó ảnh hưởng. Rồi, bây giờ phải thỏa bốn cái điều kiện nên mới xây dựng cái mô hình này được. Như vậy thì giờ mình sử dụng cái gói là gói K. Cái gói này sử dụng nhiều nhất K nè. Rồi, xét thứ nhất là liên quan tuyến tính. Coi cái hàm trước đây. Đó. Hàm này ha. Rồi, tuyến tính hay không là sử dụng cái cgplot em mở. Em mở hàm này. Enter. Liên quan tuyến tính thì cái đường chấm với cái đường liên tục đó, nó phải trùng với nhau. Đây tốt này, 1, 2, 3 đường tốt. Cái này biến này là biến phân nhóm, trong cái xét mình xét biến liên tục ở chỗ này, ba cái này là có liên quan tuyến tính với nhau. Rồi. Tiếp theo là phải độc lập. Độc lập thì sử dụng cái này, enter. Nó độc lập thì cái giá trị b nó phải lớn hơn 0.05. Nhưng mà cái này không có độc lập, nó không có thỏa điều kiện này nè. Rồi, tiếp theo mình xét cái điều kiện là nó phải phương sai nó phải có cái phân bố chuẩn.
phân bố chuẩn nó giống hình chuông, cái này cũng gần gần mà. Rồi. Quy quy nhóm ghép. Đây quy quy lại. Giá trị trùng trên đường này rất là nhiều, hai cái đầu nó hơi cách tiếp đầu trên. Như vậy coi như là phân bố chuẩn. Đấy, tiếp theo là phương sai nó phải bất biến. Phương sai nó bất biến. Enter. Bất biến thì giá trị B phải nhỏ hơn 0.05. Nè, cái này xin lỗi. Phương sai bất biến nó phải lớn hơn 0.05. Này nhỏ hơn. Mà cái này cái test nó rất là nhạy. Như vậy mình có thể mình dựa vào cái biểu đồ này mình xác định nó có bất biến hay không. Cái đường này mình thấy nó cũng trùng nhưng mà có hướng đi lên. Như vậy cái này phương sai này không có bất biến. Như vậy thì cái phương trình, cái mô hình này nó phạm hai cái điều kiện là phải là độc lập và bất biến. Như vậy cái mô hình này không có sử dụng được, mình phải tìm một cái mô hình khác để mình tiên lượng cái biến tỷ số nét.